Rất xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Hôm nay Hương Ú sẽ review cho quý anh chị mình một căn nhà giá rẻ nằm gần chợ Long Thượng. Nhà mình thì cách chợ di chuyển đâu đó tầm khoảng là 300m thôi anh chị nhé. Đường vào bên trong ngôi nhà mình thì đó là đường xe ba gác, và cách đường xe hơi của mình thì đâu đó tầm khoảng là 100m anh chị. Đường xá thì trong khu dân cư ở thì cũng rất là đông đúc rồi anh chị nhé. Cái mẫu nhà mà em Hương Ú sẽ review cho quý anh chị với một cái mức giá chỉ có là 520 triệu 2, còn bớt lọc nhẹ. Pháp lý thì minh bạch rõ ràng, công chứng vi bằng anh chị nhé. Bước vào trong thì bên Hương sẽ làm cho mình là một lớp cửa bảo vệ bằng sắt, sơn tĩnh điện 4 cánh vô cùng là dày dặn và chắc chắn. Và bên trong sẽ tặng toàn bộ nội thất cho quý anh chị mình, cơ bản như là một bộ ghế sofa ở đây. Và tường thì bên Hương vẫn ướp làm cho mình một cái bức tranh dán tường 3D nhìn rất là sang và đẹp anh chị nhé. Vẫn ốp gạch sạch sẽ hết cho gia đình mình rồi. Mẫu nhà này chủ đang kẹt tiền, cần sang nhượng và bán lại gấp luôn, mới để lại cho mình với một cái mức giá là chỉ có là 520 triệu thôi anh chị. Gần chợ nữa, nếu như mà gia đình nơi mình đang tìm một ngôi nhà mà đi chợ rất là thuận tiện, một cái khu dân cư ở rất là đông, thì Hương Ú thấy quý anh chị ơi đừng nên bỏ qua mẫu nhà này. Tiếc lắm luôn ạ. Vị trí địa thế vô cùng là tuyệt vời, dân cư thì ở rất là đông. Ở đây á, thì mình đi làm công ty xí nghiệp thì rất là gần, trong vòng bán kính là chỉ có 500m thôi à anh chị. Và ở phần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khói ha, diệt hợp, hệ thống đèn đã full đầy đủ cho quý anh chị. Khu vực này sẽ cho mình là không gian nhà bếp, mình làm không gian mở xuyên suốt anh chị ha. Thì công năng thì vẫn đầy đủ cho quý anh chị mình, một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc ta anh chị nhé. Khu vực không gian nhà vệ sinh thì nằm ở đây, công năng đầy đủ hết luôn, như là bồn cầu nguyên khói nè, dời sen, dời xịt vân vân, đầy đủ hết cho quý anh chị. Ở nhà mình thì có là 2 phòng ngủ ha, và chỉ có một không gian nhà vệ sinh thôi. Giờ thì em Hương Ú mà quý anh chị mình di chuyển cùng Ương bước lên không gian tầng 1. Quý anh chị thân mến, Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1 rồi anh chị ha. Đây là cái phòng đầu tiên mình bước lên nè ạ. Thì Hương thấy cái ngôi nhà này rất thích hợp cho gia đình mình, là cái cặp vợ chồng trẻ mình mới gia diên, dành dụm được một ít tiền thì mình có thể mua được một ngôi nhà để mình an cư và lập nghiệp, và sau này mà mình có tiền thì mình có thể bán đi và mua một cái nhà to hơn vẫn được anh chị. Đó, ở đây thì có cửa sổ nữa nè, mát mẻ cho quý anh chị luôn. Ở đây đi chợ gần sạch chợ Long Thượng, và từ đây mà mình về chợ Bình Chánh của mình thì đâu đó tầm khoảng là 8 phút di chuyển xe máy anh chị ha. Đây là cái phòng thứ hai nè. Và mình tiến ra đây thì sẽ là ban công rộng dài xuyên suốt ha. Ở đây thì quý anh chị có thể quan sát được mọi vật cảnh nhà sát bên của mình. Ở đây thì ở rất là đông vui rồi. Đó, về đây sinh sống thì không có sợ bị buồn ha. Trường học, các cấp, bệnh viện, ngân hàng luôn. Quý anh chị mình đi trong vòng bán kính là chỉ có 500m thôi là quá tuyệt vời. Từ đây mà mình về các trung tâm quận quyện như là quận 6, quận 7, quận 8, Nha Bè, Bình Tân, Phú Nhuận thì quý anh chị mình có thể di chuyển con đường là quốc lộ 1A vào tới đây thì đâu đó thì chắc nó tầm khoảng là 30 đến 35 phút anh chị. Và giờ thì di chuyển cùng Ú mình tiến về khu vực nhà dưới nhá. Hương sẽ một lần nữa sẽ trao đổi lại thông tin và Hương cũng sẽ kết thúc video ạ. Và nãy giờ thì em Hương cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Giờ thì em xin phép nhắc lại, nhà mình với một cái diện tích là ngang 3m6 và dài vào thì tận là 6m, cho mình là một trệt một lầu với tận 2 phòng ngủ và một không gian nhà vệ sinh, nằm gần chợ Long Thượng, ngay cầu Long Thượng mình chạy vào anh chị ha. Từ đây mình ra chợ Long Thượng thì đâu đó tầm khoảng là 300m thôi, và đi cái trung tâm quận huyện đâu đó tầm khoảng là từ 30 đến 35 phút. Về chợ Bình Chánh của mình tầm khoảng là 8 phút di chuyển anh chị, rất là thuận tiện cho mình luôn nha. Mua một ngôi nhà an cư lập nghiệp, tuy là nhà nhỏ nhưng mà hạnh phúc rất là to. Mình dành một ít số tiền nhà nhỏ, thay ra mình mướn nhà trọ thì quý anh chị cũng có thể dành dụm mình mua được một ngôi nhà này, đỡ tốn chi phí biết bao nhiêu anh chị. Rồi từ từ mình dành dụm được thì mình có thể bán đi ngôi nhà này, rồi mình mua một ngôi nhà to hơn, bự hơn, sướng biết bao nhiêu luôn anh chị ha. Và ngôi nhà này thì bên gia chủ có báo với Hương là sẽ tặng toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị. Quý anh chị có muốn đi xem nhà thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay chợ Long Thượng. Còn không biết chợ Long Thượng thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hương. Hương sẽ gửi cái vị trí cho quý anh chị mình tham khảo và dự định trước khi mình về đây. Và giờ thì Hương nhắc lại một lần giá nha. Giá của nó thì là 520 triệu, còn bớt lọc nhẹ, ngay và chính chủ. Pháp lý của mình là công chứng vi bằng anh chị ha. Đất là xây trên đất full thổ cư 100% luôn. Và giờ thì em Hương Ú xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trên những video tiếp theo ạ.